này được ghi nhận tại phiên chợ hàng Việt về nông thôn tại Trà Lĩnh, Cao Bằng, một huyện vùng cao biên giới cực Bắc của Tổ quốc. Đây cũng là phiên chợ mở đầu trong 11 phiên hàng Việt về nông thôn do trung tâm BSA tổ chức tại 5 tỉnh Đông Bắc là Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Quảng Ninh và Bắc Giang. Hơn một nửa trong số 20 doanh nghiệp tham gia chuyến đi đều là những doanh nghiệp đến từ các tỉnh phía Nam. Để lên được những phiên chợ vùng cao như thế này, doanh nghiệp phải mất nhiều ngày chuẩn bị và bỏ ra một chi phí không nhỏ cho vận chuyển, nhân sự, tiếp thị. Đó là chưa nói, phải cân đối và phân bổ nguồn lực sao cho có thể không ảnh hưởng tới các chương trình bán hàng khác đang triển khai. Cái việc đi này thì tất nhiên là doanh nghiệp sẽ không thể kỳ vọng vào cái bán hàng để mà bù trì được cho cái chi phí. Vì cái chi phí đi này xa xôi rất là lớn, nhưng mà cái là cái đặc doanh nghiệp là được cái mình mang cái quảng bá cái thương hiệu. Với cái thị trường vùng núi thế này thì tuy là ở đây mọi người hay nói là khu vực dân tộc nhiều, gần biên giới, nhưng mà cái sản phẩm em bán vẫn được cho họ. Khi mà họ biết đến cái sản phẩm này nó lạ và họ không có, chưa thử bao giờ, thì em cái mong muốn được mang đến những cái sản phẩm cho họ chưa thử bao giờ để cho họ biết. Đến đây thì là bà con đây thì chưa sử dụng bếp ga mấy, bây giờ mới nó bắt đầu phát triển. Nếu mình đưa được thị trường và đưa được hàng vào thị trường bây giờ ấy, thì mình có cơ hội là cái sản phẩm gần như là đầu tiên ở cái thị trường này. Trong hơn 9 năm qua, bất chấp điều kiện khoảng cách địa lý, văn hóa, nhu cầu tiêu dùng của từng vùng miền, những phiên chợ hàng Việt về nông thôn như thế này vẫn diễn ra đều đặn. Từ các vùng sâu, vùng cao biên giới cho đến các hải đảo xa xôi, mỗi nơi phiên chợ đặt chân đến, với người dân đó là một ngày hội mua sắm. Người dân vui vì mua được hàng Việt chất lượng cao kèm theo nhiều chương trình khuyến mãi. Còn với doanh nghiệp, hơn ai hết, họ hiểu rằng đây là dịp không thể tốt hơn để vá lại thị trường nông thôn, thị trường mà họ đã bỏ quên nhiều năm qua dù chiếm tới hơn 70% dân số. Đây cũng chính là lý do mỗi lần tham gia phiên chợ, doanh nghiệp tìm mọi cách để tiếp thị và tiếp cận người tiêu dùng địa phương. Từ việc tiếp xúc lấy ý kiến người tiêu dùng, kết nối với tiểu thương và đặt vấn đề mở điểm bán hay kiểm tra đại lý, nhà phân phối. Đối với thành thị hiện nay là cái nhu cầu mua sắm rất là nhiều, mà ngược lại là về cái sự hàng hóa nó đã gần như đã bão hòa rồi. Chính cái cơ hội đó mình ở tiếp cận của thành thị thì nó sẽ rất là hạn chế, trong khi đó thị trường của nông thôn thì mình đang bỏ ngỏ. Các doanh nghiệp thì nhiều khi vẫn chủ quan về thị trường, là cái cùng loại sản phẩm đó ở đây có rồi thì tôi không vào nữa. Thế nhưng mà cái mặt đấy là cái mặt thiếu tích cực của doanh nghiệp. Hiện tại giờ mức độ cạnh tranh của thị trường rất là khốc liệt. Nếu mà mình chỉ cần chạm nặng thôi là sẽ bị đối thủ hạ thấp mình xuống liền. Trước đây do mãi tập trung cho xuất khẩu và phát triển thị trường thành phố nên nhiều doanh nghiệp bỏ quên khâu đầu tư cho thị trường nông thôn. Nhiều doanh nghiệp cho biết sau khi tham gia khảo sát và bán hàng, họ đã nhanh chóng nhận ra cần phải khẩn trương thiết lập, củng cố kênh phân phối bán hàng ở nông thôn. Bởi một thực tế mà doanh nghiệp nào cũng biết, việc chinh phục thị trường nông thôn luôn dễ hơn rất nhiều so với các khách hàng vừa khó tính vừa khó chen ở thành thị. Đó là chưa nói, trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng khó khăn, doanh nghiệp vừa phải tính toán tiết kiệm chi phí, vừa phải tìm từng ngách nhỏ của thị trường để tránh đối đầu trực tiếp với các thương hiệu ngoại vốn mạnh về tài chính trong các cuộc đua marketing. Nói về cái thị trường nông thôn là thị trường rất là lớn. Sức mua sắm của người tiêu dùng còn rất là nhiều. Chính vì vậy mà hai nữa cái là thứ ba là cái điều kiện về lựa chọn hàng hóa thì cũng rất là hạn chế. Chính chỗ đó mà doanh nghiệp việc muốn là xuống thị trường nông thôn để làm gì, đáp ứng được cái nhu cầu tiêu dùng đó. Muốn xâm nhập vào thị trường từ vùng miền phải am hiểu được văn hóa từ vùng miền. Viettel người ta đánh vào vùng xa, người ta đánh ngược về thành phố. Và hàng Việt Nam mình, tất cả những doanh nghiệp Việt Nam mình muốn làm được điều đó thì hãy đi đường vòng. Mặc dù đi đường vòng nó không xa đâu, mình cảm thấy nó xa nhưng mà nó là gần. Tại vì bản chất của tất cả những con người Việt Nam tới 70% là dân số ở nông thôn. Chương trình hàng Việt về nông thôn đã trải qua hơn 200 phiên chợ với sự tham gia của hàng trăm doanh nghiệp. 8 năm qua, hàng trăm ngàn điểm bán, đại lý cho hàng Việt được mở thêm. Một lý do góp phần không nhỏ cho thành công của các phiên hàng Việt về nông thôn chính là sự đoàn kết của các doanh nghiệp tham gia chương trình. Họ sẵn sàng hỗ trợ nhau vận chuyển hàng hóa, giới thiệu nhà phân phối tiềm năng, chia sẻ nguồn lực, v.v. Chính sự đoàn kết này đã góp phần không nhỏ cho thành công của những phiên chợ hàng Việt tại những thị trường khó nhất như Cà Mau, Cao Bằng hay hải đảo xa xôi.